Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ thực hiện cái tấm vải mà mình trải trên cái giường của khách sạn các bạn. Mình sẽ làm cái tấm vải này nha. Và cái công dụng của cái tấm vải mà nằm ở trên cái giường của khách sạn, từ cao cấp cho tới bình dân cho tới nhà nghỉ. Tấm vải ngang này chỉ là một phần trang trí trong cái phòng thôi nha các bạn. Còn công dụng của nó thì mình sẽ nói tiếp nha. Và bây giờ mình sẽ trải cái vải này ra, mình cắt nha các bạn. Thì cái chiều dài của cái tấm vải này là 2m4 nha các bạn. Mà cái khổ vải thì nó là 1m5. Nên mình sẽ cắt 2m4 và sẽ đôi nó ra, là mỗi bên nó là 75cm các bạn. Thì 2m4 cái giường là 1m6, còn dư lại thì mình sẽ phủ cái tấm nệm và mình luồn ở dưới cái giường luôn nha các bạn, để cho nó giữ chặt cái tấm vải này lại. Thực tình thì cái tấm vải ngang của cái trên cái giường của khách sạn á, thì nó nếu như không có nó thì nó rất là đơn điệu, mà mình để trang trí thêm cho nó phần sinh động thêm cái không gian phòng á, rất là đẹp. Và ở đây mình cũng đã cắt được cái tấm vải 2m4 này các bạn. Rồi mình sẽ gấp đôi cái tấm vải lại. Và mình sẽ cắt làm đôi nha các bạn. Tức là bề dài 2m4 mà bề ngang thì 75cm. Thì cái khổ vải này là 1m5 nha các bạn. Mình sẽ cắt ra làm đôi. Mình cắt ra một quãng thôi. Rồi mình sẽ nắm hai đầu nó mình xé. Như vậy thì nó sẽ nhanh và nó sẽ thẳng hàng hơn khi mình lấy kéo mình cắt. Mình cắt thì có nguy cơ là nó xéo qua nó xéo lại, còn mình xé vải như vậy thì không có nó xéo ở đường nào đây các bạn. Và sau khi mình cũng đã cắt xong rồi nè, thì bây giờ mình sẽ đi vắt sổ nha các bạn. Mình sẽ vắt sổ hết cái bốn bên bốn đường biên của cái tấm vải này luôn. Dĩ nhiên là cái khăn này màu tím thì mình cũng phải xài chỉ màu tím luôn nha các bạn. Và ở đây mình cũng đã vắt sổ xong rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ gấp nó xếp nó lại nha. Vì cái số lượng nó cũng rất là nhiều á, nên mình sẽ làm đại khái cho các bạn xem một hai tấm như thế thôi. Thì ngồi mà chờ để mình xếp xong đống này cũng rất là mệt luôn, nhiều lắm luôn. Và ở đây mình cũng đã đến khách sạn rồi. Bây giờ mình sẽ lên phòng mình trải ra nha các bạn. Hello, xin chào các bạn. Và bây giờ mình sẽ trải cái tấm vải ngang ở trên cái giường của khách sạn nha các bạn. Và cái tấm vải ngang mục đích sử dụng của cái chủ khách sạn á các bạn, là trước tiên là mình trang trí cái phòng cho nó thêm phần sinh động ha. Sau đến nữa thì cái người chủ khách sạn họ muốn để cái tấm vải như thế này, để khi mình bước vào phòng á thì mình sẽ để những cái vật dụng như giỏ sách gì của mình lên đó các bạn, thì nó tránh dơ cái ra giường. Cái hai nữa là khi mình vào trong lưu trú như khách sạn thường là mình ăn uống, thì khi đó cái tấm vải này nó sẽ làm cho sạch cái ra giường, mà khi mình ở trong cái phòng nó không có bị dơ cái ra giường với lại vi khuẩn nó xâm nhập lên cái nơi mình ngủ nha các bạn. Thì mục đích của mình chia sẻ đến tất cả các bạn để cùng biết nha. Và cái video của mình đến đây là cũng kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau nha.